Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì May Trâm mời quý vị theo dõi buổi trò chuyện với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là đến từ Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì câu hỏi đầu tiên được gửi đến Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là trong cái tình thế mà đu dây trước khi gặp Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ đó, Việt Nam đã vội vàng tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chiến lược toàn diện. Thì vào ngày 5 tháng 9 vừa qua thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón ông Lưu Kiến Siêu là trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hà Nội. Vậy thì chuyến viếng thăm của ông Siêu diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm đã được lên lịch của Tổng thống Joe Biden vào cuối tuần này. Thì khi đó Việt Nam và Hoa Kỳ được cho là sẽ nâng cấp mối quan hệ lên tầm đối tác mà Hà Nội đang có với Bắc Kinh. Và nhiều cơ quan nhân quyền kêu gọi ông Biden nhắc nhở nhân quyền với Việt Nam. Thì theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghĩ là ông Biden có làm điều đó hay không? Dạ vâng, cho đến giờ này thì chúng tôi vẫn chưa nhận được cái tín hiệu rõ rệt là liệu vào cuối tuần này khi mà hai bên gặp nhau đó thì có công bố hay chưa cái việc mà nâng cấp quan hệ ngoại giao. Nhưng mà tôi biết rằng chắc chắn sẽ có một cái thông cáo chung giữa hai bên lãnh đạo và chính quyền của hai quốc gia. Và cái chuyện mà Việt Nam luôn luôn đu dây đó là chuyện nó không có gì lạ hết. Mỗi lần mà chuẩn bị để mà có một cái quan hệ nào với Hoa Kỳ mà nó đặc biệt nên thì Việt Nam luôn luôn hoặc là gửi người sang tiếp kiến ở bên Đảng Cộng sản và chính quyền Trung Quốc hoặc là mời một giới chức lãnh đạo của Trung Quốc đến Hà Nội để mà cân bằng lại và trấn an rằng Việt Nam vẫn đi sát cánh với Trung Quốc chứ không phải là bỏ rơi đàn anh ở phương Bắc. Thì trước giờ cái chuyện này nó không là cái điều đáng ngạc nhiên. Nếu nó không xảy ra thì mới là điều đáng ngạc nhiên ạ. Dạ vâng. Và mới đây thì Liên minh Quốc tế và Bảo vệ Tự do Tôn giáo Toàn cầu cùng với 70 nhóm tôn giáo quốc tế đã gửi thư tới chính quyền của Tổng thống Joe Biden kêu gọi các quan chức liên quan giải quyết cuộc đàn áp mà các nhóm tôn giáo thiểu số ở Việt Nam đang phải chịu đựng. Thì hy vọng khi mà ông Joe Biden sẽ nhắc cái vấn đề này và chúng ta hãy chờ xem. Tuy nhiên thì bức thư cũng được gửi tới Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Antony Blinken trước chuyến thăm Việt Nam của ông hồi giữa tháng này về vấn đề nói trên. Vậy thì anh Thắng liên lạc và theo dõi về vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam thì xin anh cho vài câu chuyện và ví dụ điển hình như thế nào? Thưa vâng. Chúng tôi luôn luôn đòi hỏi ở hai cái tầng khác nhau, cái tầng thực tế có thể làm ngay tương đối dễ để mà thỏa đáng đó. Thì đó là những cái đòi hỏi, những cái nhượng bộ nho nhỏ, nó không thay đổi gì về dài lâu hết, nhưng mà chúng ta cứ đòi, ví dụ như trả tự do cho tù nhân lương tâm, đặc biệt tù nhân lương tâm tôn giáo. Chúng tôi có đưa một cái danh sách ngắn để mà yêu cầu Tòa Bạch Ốc vào Bộ Ngoại giao đưa những cái hồ sơ đó ra với Việt Nam để mà giải quyết, coi như một sự trao đổi, một sự tương nhượng. Nhưng mà cái chuyện đó nó không dài lâu là tự vì họ cứ thả một người, họ bắt 10 người nữa thì nó đâu lại vào đó khi còn tệ hơn. Cho nên tôi luôn luôn thúc đẩy một cái nỗ lực từ phía Hoa Kỳ. Khi mà nâng cái quan hệ với Việt Nam lên cái tầng đối tác mà chiến lược thì vấn đề nhân quyền và đặc biệt là quyền tự do tôn giáo phải nằm ở trong một những cái trọng tâm chiến lược trong quan hệ giữa hai bên. Không thể nào chỉ có nói về mọi gì, không thể chỉ có nói về quốc phòng, không thể chỉ có nói về biến đổi khí hậu, mà cũng phải nói về vấn đề nhân quyền và đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Mà muốn biến nó thành một cái trọng tâm chiến lược đó thì đòi hỏi thứ nhất là phải có một khung sườn, hai bên thỏa thuận với nhau, cam kết với nhau những điều gì. Việt Nam cam kết có những sự cải tổ về luật pháp, cải tổ về chính sách đối với lại xã hội dân sự, đối với lại những cái tổ chức của người dân, đối với lại các cái tổ chức tôn giáo độc lập với chính quyền. Thì kèm với đó là phải có cả một cơ chế để theo dõi hai bên, chính quyền theo dõi lẫn nhau, phải có cơ chế để mà giải quyết từng cái hồ sơ một cái rốt ráo, chứ không thể đưa lên bàn họp xong rồi hứa hẹn nói rằng chúng tôi sẽ cái này chuyện xảy ra địa phương, lỗi của địa phương để chúng tôi tìm hiểu, chúng tôi quay trở lại và trả lời thì lần sau gặp lại thì quên mất rồi. Phải có những cái biện pháp chế tài nếu như mà không giải quyết thỏa đáng, và phải có tạo ra cái môi trường để mọi thành phần ảnh hưởng có quyền tham dự trong cái tiến trình, cái cơ chế ấy để mà theo dõi, để mà đánh giá. Ví dụ như đại diện của những tổ chức tôn giáo, của những cái giáo hội bị bắt hại, bị xóa sổ, những cái tổ chức xã hội dân sự, những tổ chức quốc tế về nhân quyền, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, các dân biểu thượng thị trong Hoa Kỳ đều phải có một cái vai trò ở trong cái cơ chế đó để mà theo dõi và bảo đảm rằng những cái lời cam kết thì sẽ được thực thi. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi thúc đẩy. Cách đây 2 hôm chúng tôi có vào bên Tòa Bạch Ốc để mà tiếp xúc với lại
những người cao cấp ở trong cái Hội đồng Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đó, chúng tôi cũng thúc đẩy cái chuyện đó. Bởi chỉ có cách đó thì mới có tạo được cái sự thay đổi dài lâu, một cách có hệ thống, một cách bền vững, và tạo được một cái không gian để chính những người bị đàn áp, chính người dân đóng góp vào cái sự thay đổi và kiểm soát và theo dõi và đánh giá cái sự thay đổi đó, thưa chị. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều và xin kính chúc tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có một ngày thật vui và nhiều may mắn, và hẹn gặp lại tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vào lần tới ạ.